Chào mừng quý vị đến với chương trình Nhịp cầu doanh nhân, chương trình được phối hợp thực hiện giữa Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Điền Quân. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế. Tin và dùng Việt Nam 2013, xu hướng tiết kiệm và tiêu dùng xanh là xu hướng tiêu dùng chủ đạo. Thị trường Trung Đông, Châu Phi tiềm năng lớn nhưng rủi ro cao. Chuyên mục nhà lãnh đạo doanh nghiệp gặp gỡ doanh nhân Trần Hồng Sơn, tổng giám đốc công ty cổ phần Long Hậu, một doanh nghiệp đang có hoạt động đầu tư tiêu biểu tại đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội thảo những vướng mắc hiện nay trong lĩnh vực thuế. Hội thảo cung cấp nhiều thông tin trong lĩnh vực thuế, đồng thời giúp doanh nghiệp có thể đối thoại và tháo gỡ khó khăn trực tiếp với cơ quan thuế. Theo phản ánh của các doanh nghiệp, hoạt động của ngành thuế và hải quan đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập do sự chồng chéo, xung đột giữa các văn bản luật dẫn đến việc các doanh nghiệp đã hiểu không đúng về các chính sách thuế khi áp dụng thực hiện nghiệp vụ và gặp phải sai phạm ngoài ý muốn. Ngoài ra, mức nộp phạt chậm hiện nay quá cao, ngang bằng số tiền truy thu đã khiến doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn. Nhà chính sách thuế thì đã được ban hành rất là nhiều các cái quy định mới về chính sách thuế, có những cái sửa đổi bổ sung. Do đó mà chúng tôi phải hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ các cái thông tin sửa đổi về chính sách thuế để mà áp dụng làm sao cho nó đúng. Do đó bắt đầu từ ngày 11 đến ngày 17 thì chúng cục thuế thành phố tổ chức tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế lần thứ 3, cũng với mục đích là tuyên truyền hướng dẫn các cái quy định mới về chính sách thuế, ghi nhận những cái phản ánh của doanh nghiệp về thái độ thực thi công vụ để mà có một cái chấn chỉnh trong nội bộ để làm cho cái công việc nó tốt hơn. Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ cung cấp và hướng dẫn thông tin của các sở ban ngành để không gặp những sai sót ngoài ý muốn và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu, nắm bắt các thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực này từ Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế. Thưa quý vị, có đến 55,74% người tiêu dùng cho biết đã thắt chặt chi tiêu trong năm 2013 so với năm trước. Trong khi đó, con số này trong năm 2012 chỉ là 49,8%. Đây là con số mới nhất được chương trình khảo sát và bình chọn sản phẩm dịch vụ tin và dùng Việt Nam năm 2013 do tạp chí tư vấn tin và dùng của Thời báo Kinh tế Việt Nam đưa ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2013, với xu hướng thắt lưng buộc bụng, người tiêu dùng thông minh đang có sự chuyển dịch sang xu hướng tiết kiệm, tức cân đối lại rổ hàng hóa tiêu dùng theo hướng ưu tiên cho hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là lựa chọn hàng hóa dựa trên giá trị sử dụng thực sự. Do đó, trong danh sách 100 sản phẩm và dịch vụ tin và dùng Việt Nam năm nay, người tiêu dùng chủ yếu bình chọn cho các sản phẩm thiết yếu, hoặc vừa có chất lượng tốt lại vừa phù hợp với thu nhập người tiêu dùng. Một tín hiệu lạc quan được đưa ra trong báo cáo là có 43,52% người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm thân thiện với môi trường. Như vậy, lối sống tiêu dùng xanh với việc giảm thiểu tiêu dùng bao bì vô cơ, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường sống sẽ là một yếu tố quan trọng để mỗi nhãn hiệu có thể giành được sự quan tâm của người tiêu dùng trong thời gian tới. Tại lễ trao giải tin và dùng Việt Nam 2013, công ty cổ phần Sao Thái Dương đã vinh hạnh được Thời báo Kinh tế Việt Nam trao tặng giải thưởng tin và dùng cho 3 nhóm sản phẩm chính, trong đó có nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe và nhóm sản phẩm mỹ phẩm có nguồn gốc thảo dược. Công ty cổ phần Sao Thái Dương hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Sản phẩm của công ty đa dạng với gần 50 nhãn hàng đang được phân phối trên thị trường, điển hình là các thương hiệu đã được nhiều người tiêu dùng biết đến như viên uống Rocket và Rocket 1 giờ, hoặc huyết Vina, dầu gội Thái Dương. Với việc đầu tư trang thiết bị nghiên cứu, sản xuất và kiểm nghiệm hiện đại, sản phẩm của công ty đã đảm bảo tốt chất lượng sản phẩm đầu ra và từng đạt nhiều danh hiệu như Hàng Việt Nam chất lượng cao, Giải Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2012. Theo thông tin tại hội thảo được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, Trung Đông, Châu Phi là một thị trường tiềm năng với các doanh nghiệp Việt. Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng, thị trường này hiện vẫn còn nhiều rủi ro và rào cản mà doanh nghiệp cần lưu ý. Theo số liệu của Bộ Công Thương, trong giai đoạn 2008 đến 2012, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và các nước Châu Phi, Trung Đông tăng trưởng khá nhanh, ở mức 20 đến 25%. Châu Phi, Trung Đông được đánh giá là thị trường tiềm năng vì cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu của thị trường này phù hợp với các thế mạnh xuất khẩu và nhu cầu của Việt Nam. Khu vực Trung Đông còn là thị trường có sức mua lớn, khả năng thanh toán cao do nguồn tài chính dồi dào. Dù có nhiều tiềm năng nhưng khi giao lưu thương mại với thị trường này, doanh nghiệp Việt sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Đơn cử như khu vực này có nhiều biện pháp phòng vệ thương mại, sự khác biệt về cách in ấn bao bì sản phẩm và rủi ro trong thanh toán khi nhà nhập khẩu Trung Đông không có thói quen mở LC. Đặc biệt, tình trạng lừa đảo thương mại đang có xu hướng gia tăng tại thị trường này. Thực ra về cái việc lừa đảo của các doanh nghiệp châu Phi đối với Việt Nam thì ở đây nói rằng là cái nguyên nhân chính chủ yếu là doanh nghiệp Việt Nam mà thiếu thông tin
Thì thông tin tin về thị trường cũng như thông tin về doanh nghiệp. Vấn đề nhất, cái thứ hai là doanh nghiệp là nhiều khi là tìm kiếm một đối tác qua các kênh thông tin qua mạng. Đấy, thì khi mà tìm kiếm qua mạng thì các doanh nghiệp mà họ đã lừa đảo thì họ giới thiệu những cái thông tin qua mạng rất là tốt, giống như là cái nguồn vốn, nguồn tài chính. Nhưng thực tế khi mình làm việc trực tiếp thì doanh nghiệp là không phải là như vậy. Doanh nghiệp Việt cần tìm hiểu và nắm bắt kỹ khi tiếp cận thị trường châu Phi, bởi theo dự báo của Bộ Công Thương, nếu vượt qua được những thách thức, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này có thể tăng đến 20% một năm từ đây đến năm 2020. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Hội đồng Anh tại Việt Nam đã phối hợp cùng Câu lạc bộ Doanh nhân xã hội miền Nam tổ chức tọa đàm về tạo lập môi trường phát triển bền vững cho doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam. Theo khảo sát sơ bộ từ Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, tại Việt Nam có khoảng 300 doanh nghiệp có đặc điểm hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội. Tuy nhiên, hiện nay, việc chưa có khung pháp lý dành riêng cho doanh nghiệp xã hội đang là rào cản ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của loại hình doanh nghiệp này. Các doanh nghiệp xã hội thì nói chung thì phải nói rằng là quy mô nhỏ. Những người làm doanh nghiệp xã hội nó cũng tương đối yếu thế. Cho nên cái sự kết nối khi mà họ làm như thế thì họ cũng tôi gọi là cam chịu lầm lũi, làm những công việc mà mình ưa thích, khó thêm đó. Chưa có những chính sách đặc thù để hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những cái khó khăn và thúc đẩy tạo ra những giá trị mà doanh nghiệp xã hội theo đuổi. Hiệu quả kinh tế là điều mà mọi doanh nghiệp đang lo lắng trong thời điểm hiện nay. Trong khi đó, doanh nghiệp xã hội nay phải gánh trên mình hai trọng trách là làm sao vừa đảm bảo được sứ mệnh xã hội, lại vừa đảm bảo được hiệu quả hoạt động, từ đó đóng góp lợi ích lại cho cộng đồng. Một cái doanh nghiệp bình thường, hoạt động bình thường cũng đã là gặp nhiều khó khăn trong cái thời buổi kinh tế này. Nhưng mà cái doanh nghiệp cho người khuyết tật nó gặp nhiều khó khăn hơn, bởi vì do cái năng lực, do cái trình độ của các em nó hạn chế, rồi tất cả những cái hoạt động của doanh nghiệp đều phải tự thân vận động hết, cho nên cái kinh phí hoạt động cũng rất là khó khăn. Thực tế đặt ra một nhu cầu bức thiết về sự công nhận chính thức dành cho mô hình doanh nghiệp xã hội và vai trò của doanh nhân xã hội. Nếu điều này đi vào thực tiễn, sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các sáng kiến xã hội được dễ dàng triển khai hơn trong thực tế, khuyến khích hơn nữa tinh thần doanh nhân xã hội và hoạt động của các doanh nghiệp xã hội trong thời gian tới. Vừa qua, sự kiện thường niên Ngày An toàn Thông tin Việt Nam năm 2013 do Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam phối hợp với Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam tổ chức đã đưa ra những thông điệp mới nhất về con đường tất yếu của sự phát triển xã hội thông tin hiện đại. Hội thảo đề cập đến sự phát triển hạ tầng công nghệ an ninh, bảo mật, các giải pháp và ứng dụng mới nhất, các vấn đề thời sự cấp bách, cảnh báo và khắc phục các vấn đề an toàn thông tin. Cũng trong buổi hội thảo, các ban ngành lãnh đạo liên quan đã báo cáo thực trạng an toàn thông tin khu vực phía Nam, các vấn đề thời sự an toàn thông tin và giao lưu trao đổi giữa các nhà quản lý nhà nước với các chuyên gia an toàn thông tin. Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2013 còn là cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp giới thiệu với khách hàng đối tác về các giải pháp sản phẩm an toàn thông tin mới nhất. Tuần qua, chương trình Nhịp cầu Doanh nhân cũng ghi nhận các sự kiện mở rộng phạm vi hoạt động của nhiều thương hiệu lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, công ty bảo hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam đã khai trương văn phòng tổng đại lý bảo hiểm Nhân Thọ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là văn phòng tổng đại lý thứ 9 tại thành phố Hồ Chí Minh và là văn phòng thứ 67 trong hệ thống tổng đại lý của công ty được đưa vào hoạt động. Với mức sống của người dân địa phương đang dần được nâng cao, bảo vệ và tích lũy tài chính để chăm lo cho bản thân và gia đình trước những rủi ro cuộc sống đã trở thành một nhu cầu thiết yếu, tạo điều kiện thuận lợi để khai thác bảo hiểm Nhân Thọ tại khu vực Tân Bình. Nhân dịp này, công ty bảo hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam đã trao tặng 10 hợp đồng bảo hiểm An Nghiệp Chu Toàn với tổng quyền lợi bảo hiểm là 200 triệu đồng cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Vừa qua, FPT Shop đã khai trương cửa hàng mới tại đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cửa hàng thứ 15 của FPT tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày đầu tiên khai trương,
FPT Shop đã tổ chức chương trình khuyến mãi hấp dẫn giờ vàng giá sốc. Khách hàng đến mua sắm trong khung giờ vàng từ 10 đến 11 giờ hoặc 17 đến 18 giờ và trong tháng khai trương có cơ hội mua các sản phẩm với mức giá ưu đãi. Hệ thống bán lẻ FPT Shop chuyên cung cấp các loại điện thoại, máy tính bảng, laptop chính hãng. Sau 6 năm hoạt động, hệ thống FPT Shop liên tục phát triển chất lượng dịch vụ lẫn số lượng trung tâm bán lẻ. Được biết trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục gia tăng số lượng cửa hàng FPT Shop trên toàn quốc. Tuần qua, sự kiện quốc tế đặc biệt về thiết bị nghe nhìn, âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp, truyền hình, tích hợp hệ thống và công nghệ giải trí, PANMI 2013 đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 130 công ty và nhãn hàng đến từ 25 quốc gia thuộc châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Triển lãm hội tụ những thông tin quan trọng nhất trong tiến trình phát triển của ngành truyền hình Việt Nam như công nghệ OTT, Over the Top, thiết lập công nghệ cao, high-tech cho truyền hình. Nhằm mục đích cùng đồng hành với các doanh nghiệp giải quyết khó khăn về vốn, Câu lạc bộ CEO thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là CEO Club, đã phối hợp cùng Vietinbank triển khai gói tài trợ 10.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi. Gói tài trợ 10.000 tỷ của Vietinbank sẽ tập trung giải quyết vốn cho các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để phục vụ cho sản xuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi từ 6 đến 8% một năm đối với Việt Nam đồng. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu được vay với lãi suất ưu đãi từ 2,5 đến 4% một năm đối với đô la Mỹ. Bên cạnh đó, gói tài trợ còn được mở rộng cho các doanh nghiệp muốn vay ngắn hạn với lãi suất ưu đãi chỉ 5% một tháng. Sau thời gian miệt mài thay đổi màu sắc các mẫu Vespa tại Việt Nam, thương hiệu xe máy Italia đã chính thức cho ra mắt cùng lúc hai sản phẩm chiến lược hoàn toàn mới của Vespa, đó là Vespa Primavera và Vespa GTS Super 125 phân khối. Trong khi Vespa Primavera hướng tới những khách hàng là nữ giới, thì mẫu Vespa GTS 125 3VIE lại hướng tới đối tượng khách hàng nam giới. Tiếp bước sự thành công của những chiếc Vespa NLX, Primavera được trang bị động cơ 3 van tiên tiến cho cả hai phiên bản 125 phân khối và 150 phân khối. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe đạt 64 km một lít ở vận tốc 50 km/h. Cùng với việc ra mắt của Vespa Primavera, Piaggio Việt Nam cũng chính thức tuyên bố ngừng sản xuất dòng xe NLX. Munchko Mary Worth, Woolworth, eToys, Service Merchandise. Đó từng là tên tuổi lẫy lừng trong trận địa ngành bán lẻ thế giới. Nhưng giờ đây, họ chỉ còn là những vị anh hùng bại trận khi trót sa chân vào hố đen của ngành bán lẻ. Tại sao bàn cờ bán lẻ lại xuất hiện nhiều người anh hùng bại trận như vậy? Bộ sách Vua bán lẻ sẽ tập trung tìm kiếm đáp án cho câu hỏi trên cùng những bí quyết thành công trong ngành bán lẻ. Bộ sách gồm 3 cuốn sách: Vua bán lẻ, Sam Walton, cuộc đời kinh doanh tại Mỹ và Marketing cho bán lẻ. Ở cuốn sách đầu tiên, các nhà tư vấn bán lẻ hàng đầu thế giới cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của những anh hùng kia là vì họ đã rớt vào một hố đen. Hố đen này hình thành khi năng suất bán hàng giảm, trong khi cường độ cạnh tranh lại tăng lên. Đáng chú ý, Vua bán lẻ phân tích rằng những tên tuổi bán lẻ một thời này hoàn toàn có thể tránh những hố đen nếu họ bớt đi một vài ngộ nhận và tự tìm cho mình một chỗ đứng trong tâm trí khách hàng. Để làm được điều đó, cuốn sách này chỉ ra mô hình nhất. Mô hình này phân tích cách chống chọi với hố đen ở 5 khía cạnh chủ đạo sau: lựa chọn lớn nhất, giá cả rẻ nhất, thời trang mới nhất, dịch vụ khách hàng dễ nhất và tốc độ dịch vụ nhanh nhất. Nếu cuốn sách đầu tiên khá giống một cuốn giáo trình, thì cuốn sách thứ hai lại là câu chuyện về một giấc mơ có thật. Đó là giấc mơ Mỹ điển hình khi một công nhân làm thuê cho tiệm giặt ủi biến quầy bán hàng 5 xu 3 hào ở một thị trấn nhỏ trở thành Walmart, tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới. Trong cuốn sách này, Sam Walton, ông chủ tập đoàn Walmart, cũng là ông vua bán lẻ thế giới, đã kể một hành trình dài của sự chăm chỉ, sự mạo hiểm và tinh thần kinh doanh. Ở đó chúng ta sẽ thấy một người đàn ông chưa bao giờ coi thường giá trị của một đồng xu, dù mọi người vẫn gọi ông là vua bán lẻ. Và hơn hết, bạn sẽ biết vì sao Sam Walton có thể biến Walmart thành tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới với phương châm hãy tiết kiệm tối đa tiền bạc cho khách hàng của bạn. Cuốn sách cuối cùng của bộ sách Vua bán lẻ mang tên Marketing cho ngành bán lẻ. Cuốn sách được viết bởi Bob và Susan Nijen. Đây là hai tác giả có kinh nghiệm 20 năm nghiên cứu về ngành bán lẻ. Cuốn sách là một cuốn cẩm nang giải đáp cặn kẽ và chi tiết những câu hỏi khó như tại sao quảng cáo lại không thể áp dụng được cho các cửa hàng bán lẻ và bạn nên làm gì hay làm thế nào để áp dụng luật tương tác vào kinh doanh và thu hút hàng vạn khách hàng tiềm năng mới. Cả cuốn sách sẽ cho bạn cảm giác đang được nghe một người thầy giảng tất tần tật mọi thứ về marketing bán lẻ.
bàn cờ bán lẻ vốn chưa bao giờ hết khốc liệt với những hố đen luôn bao vây những người anh hùng. Bộ sách Vua bán lẻ sẽ chỉ cho các nhà bán lẻ đâu là những hố đen, dạy cho họ cách marketing thành công và hơn hết là đem đến cho họ một câu chuyện có sức lan tỏa mạnh mẽ về Sam Quantin. Ông vua bán lẻ vẫn đứng vững trước những hố đen. Thưa quý vị, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2013 của vùng đồng bằng sông Cửu Long có chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP ước đạt 9%, sản xuất công nghiệp tăng 8% so với cùng kỳ. Tuy vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng đồng bằng sông Cửu Long đang có những nỗ lực mạnh mẽ trong chiến lược thu hút đầu tư, cải thiện cơ sở hạ tầng. Ngày nay, đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành một địa điểm hấp dẫn, góp phần làm nên thành công của các doanh nghiệp đầu tư vào thị trường này. Xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An vốn là một vùng đất thấp nằm trong khu vực hạ lưu của hệ thống sông Sài Gòn, Xoài Rạp và sông Cần Giuộc. Vùng đất này thường xuyên bị ngập mặn, khiến giá trị sản xuất nông nghiệp thấp và đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Cho đến năm 2006, trên cơ sở phê duyệt quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 theo quyết định số 1107/QĐ-TTg, khu công nghiệp Long Hậu chính thức được động thổ ngày 26 tháng 8 năm 2006, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử hình thành khu công nghiệp tại vùng đất này. Khu công nghiệp Long Hậu thuộc công ty cổ phần Long Hậu, hình thành và phát triển là kết quả của việc thực hiện chương trình hợp tác chiến lược phát triển kinh tế hướng ra biển Đông của hai địa phương thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An, nhằm khai thác lợi thế về vị trí chiến lược cũng như tham gia phát triển công nghiệp vùng hạ của huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Với vị trí chiến lược trong khu quy hoạch tổng thể cảng Hiệp Phước, cách cảng container trung tâm Sài Gòn SBCT và cảng Sài Gòn Hiệp Phước cách Phú Mỹ Hưng 12 km, khu công nghiệp Long Hậu là điểm kết nối với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, có chức năng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữa hai vùng. Khi trước khi quyết định đầu tư vào đây thì công ty Bẹ cũng có hàng loạt những cái nghiên cứu. Thứ nhất, chúng tôi chọn khu công nghiệp Long Hậu bởi vì cái cam kết của lãnh đạo khu công nghiệp rất là lớn, hướng tới khách hàng trong cái môi trường đầu tư rất là nhanh. Thứ hai nữa là cái vị trí này nó rất là thuận lợi cho chúng tôi vì nó nằm gần cái những cái cụm cảng cũng như là cái nguồn nguyên liệu của chúng tôi. Nhận thấy cái điều kiện về mặt môi trường đầu tư vào khu công nghiệp Long Hậu thì phải nói rằng là có những cái điều kiện về hạ tầng giao thông rất thuận lợi, cây xanh và các cái chính sách khác, nhất là cái điều kiện về mặt chăm sóc đối với khách hàng thì rất là tốt. Sau 7 năm hình thành và phát triển, đến nay, khu công nghiệp Long Hậu đã lấp đầy được gần 80% với tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam vào khoảng 54%, doanh nghiệp Nhật 39% và doanh nghiệp Hàn Quốc 6%. Năm 2012, bất chấp thị trường bất động sản đóng băng gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp trong việc xây dựng, hoàn thiện và thu hút đầu tư các dự án bất động sản, trong đó có khu công nghiệp, công ty cổ phần Long Hậu vẫn hoạt động tăng trưởng với lợi nhuận sau thuế đạt hơn 53 tỷ đồng và đóng góp tốt vào nguồn ngân sách địa phương. Kết quả và sự nỗ lực này không thể không kể đến vai trò của người lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân Trần Hồng Sơn, tổng giám đốc công ty cổ phần Long Hậu. Tiếp quản và chính thức điều hành công ty từ tháng 3 năm 2012, trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế, song doanh nhân đã có những mối quan tâm sâu sắc và kế hoạch phát triển khả thi trong môi trường kinh doanh tại đồng bằng sông Cửu Long. Các công ty hạ tầng đầu tư ở những phân khúc thấp thì hiện nay họ thực sự đối mặt với cái chuyện khó khăn khủng khiếp. Tuy nhiên rằng Long Hậu trong 3 năm qua thì vẫn nhận được cái sự ủng hộ của các nhà đầu tư mới cũng như là các nhà đầu tư hiện hữu, họ mở rộng. Có thể rằng là chúng tôi làm cách khác nên có thể tạo ra được sự khác biệt nào đấy. Ở đây nhiều nhà đầu tư xuống tới đây thì họ mới ồ, tại sao mà tới đây chúng tôi mới thấy được những cái chuyện như thế này. Tôi cũng không hình dung được rằng là công ty ông lại làm được một cái khu lưu trú cho công nhân ở nó khang trang, các cái dịch vụ tiện ích và công tác chăm sóc khách hàng tốt. Cái đó là cái mà rất mất nhiều cái công sức và thời gian để mà tìm hiểu. Ngoài chức năng là một khu công nghiệp thu hút đầu tư, khu công nghiệp Long Hậu còn tập hợp nhiều dịch vụ khác để tăng thêm tiện ích cho doanh nghiệp như dịch vụ cung ứng nguồn lao động, dịch vụ nhà lưu trú dành cho công nhân, dịch vụ tiện ích chuyển phát nhanh, khai thuế, hải quan. Ngoài ra, khu công nghiệp Long Hậu còn là đơn vị tiêu biểu trong chiến lược phát triển kinh tế xanh của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, công ty cổ phần Long Hậu đã dành 33% quỹ đất cho các công trình công cộng,
mạnh dạn đầu tư nhà máy xử lý chất thải lỏng, chất thải rắn và đạt chứng chỉ ISO 14001-2004, đồng thời thu hút những ngành nghề đầu tư ít gây ô nhiễm môi trường. Ngày 25 tháng 10 năm 2009, công ty cổ phần Long Hậu đạt cúp vàng vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cấp. Đây chính là những ưu điểm mang lại cho khu công nghiệp Long Hậu một môi trường thu hút đầu tư lý tưởng và cơ hội giải quyết việc làm cho hơn 8.000 lao động tại địa phương và vùng lân cận. Dự kiến con số này sẽ tăng lên mạnh mẽ hơn trong thời gian tới khi tỷ lệ khu công nghiệp được lấp đầy. Chúng tôi ở đây là, tôi khẳng định là chúng tôi là công ty đầu tư hạ tầng khu nghiệp Long Hậu và các doanh nghiệp. Có là chúng tôi cùng ngồi lại với nhau để bàn bạc, thảo luận và tìm ra một cái giải pháp để mà giải quyết cái chuyện xanh nó như thế nào. Cho nên chúng tôi thường gọi nó là phải làm nó xanh từ bên trong. Nếu mà một người dân khi mà họ có cái khu công nghiệp vào một cái khu vực thì tâm lý người dân họ lo sợ hai việc. Việc thứ nhất là họ sẽ di dời cái nơi ở của họ đến một khu vực khác thì không biết là cái công ăn việc làm của mình như thế nào. Và cái thứ hai là cái vấn đề về môi trường. Nhưng mà hiện tại mình sau cái thời gian làm việc 5 năm tại Long Hậu thì mình thấy rằng là về cái vấn đề môi trường á, thì người dân họ rất là đồng thuận và an tâm. Cái thứ hai là về cái lao động. Thì ở khu công nghiệp mình có một cái chính sách là ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương. Thì đó là một chính sách rất là tốt mà những người họ bị di dời để đảm bảo giao đất cho bên đơn vị chủ đầu tư để thực hiện dự án thì họ được bố trí những công việc làm phù hợp. Trong thời gian tới, Long Hậu tiếp tục thu hút các nhà đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp phụ trợ. Ngoài ra, đón đầu cơ hội Việt Nam gia nhập TPP và các ưu đãi về chính sách thuế của WTO cho ngành logistics phân phối từ 2014, Long Hậu sẽ tập trung thu hút những ngành nghề này, đặc biệt là các ngành liên quan đến dệt may, giày da. Tuy nhiên, trong tương lai, để định hướng này được thực hiện tốt, công ty cổ phần Long Hậu và tập thể các doanh nghiệp đang hiện hữu trong khu công nghiệp mong muốn môi trường đầu tư, cơ sở hạ tầng tại địa phương phải thực sự thuận lợi hơn. Các cái chính sách vĩ mô mình vẫn chưa thực sự nhất quán. Các chính sách của mình theo trong mắt các nhà đầu tư thì họ vẫn không biết rằng 3 năm sau điều gì nó sẽ đến. Những ưu đãi ngày hôm nay thì chúng tôi thấy rằng là tốt hơn Indonesia, tốt hơn Malaysia, Thái Lan. Nhưng mà 3 năm tới thì khi chúng tôi hoàn tất cái việc đầu tư hạ tầng đang trong giai đoạn phát triển thì chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp tục đây. Đó là cái nhà đầu tư. Nếu mà ổn thế thì chúng tôi sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Cái thứ hai nữa rằng là các cái kết nối hạ tầng xung quanh cái khu nghiệp. Hiện nay chúng tôi phải xây dựng tất cả trong một khu. Tất cả những gì mình cần trong một khu chúng tôi phải tự xây dựng hết. Cho nên chi phí đầu tư nó cũng cao. Và như vậy thì nó sẽ không phải là một cái dự án hiệu quả. Mà nếu mà có được một cái ví dụ như tuyến xe buýt, chúng tôi rất cần một tuyến xe buýt vào đây. Nhưng nhiều năm nỗ lực tới bây giờ thì chúng tôi vẫn chưa làm được chuyện đấy. Cái mong muốn của doanh nghiệp nhất hiện nay thì là cái chính sách hỗ trợ về mặt tài chính. Rất mong Ủy ban tỉnh Long An hoặc là Ban quản lý khu công nghiệp là tạo mọi điều kiện về tiếp cận các cái nguồn vốn vay để phát triển các cái doanh nghiệp. Thì chúng tôi còn rất nhiều những cái kế hoạch và cái mục tiêu để phát triển cái ngành bao bì này. Tiếp tục có những định hướng đầu tư trong bối cảnh kinh tế khó khăn, doanh nhân Trần Hồng Sơn cùng các cộng sự đã lên kế hoạch hình thành khu công nghiệp Long Hậu 3 với quy mô 120 hectare, tọa lạc ngay bên cạnh khu công nghiệp Long Hậu 1 và 2 đang hiện hữu. Xa hơn nữa là các dự án khu đô thị và công nghiệp tại các xã khác thuộc huyện Cần Duộc, tỉnh Long An. Dự án này dự kiến sẽ triển khai khi tuyến đường Long Hậu Tân Tập hoàn thành. Được biết, tuyến đường này đã khởi công giai đoạn 1 vào ngày 9 tháng 9 năm 2013 vừa qua. Đúng như tên gọi và tiêu chí của diễn đàn MDEC Vĩnh Long là hướng đến nền kinh tế xanh sẽ diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long vào cuối tháng 11 tới đây. Với định hướng phát triển bền vững tại đồng bằng sông Cửu Long, khu công nghiệp Long Hậu được xem là một doanh nghiệp đầy tiềm năng và tiêu biểu trong việc phát triển kinh tế địa phương và vùng lân cận.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhịp cầu doanh nhân kỳ này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email nhịpcầudoanhnhan@gmail.com. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 9:45 sáng thứ bảy tuần sau trên kênh HTV9.